Trong kính Đức Hồng Y Phêrô, kính thưa Đức Tổng Chủ Nhà, kính thưa quý Đức Cha, anh em linh mục, nam nữ tu sĩ và các vị khách quý cũng như toàn thể anh chị em. Tôi còn nhớ cách đây gần 12 năm khi Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng về ra mắt giáo phận Phát Diệm, một cụ bà trong cộng đoàn đón tiếp ngài hôm đó đã thảng thốt kêu lên rằng: Giê-xu Maria, lạy Chúa tôi, đẹp quá đi thôi. Trong bối cảnh lúc đó thì tôi hiểu ngay là bà cụ cố ý khen Đức Tổng Năng đẹp trai. Bà cụ năm xưa ấy không biết hôm nay có đi lễ không và có trầm trồ nữa không, nhưng điều chắc chắn là Đức Tổng Năng của chúng ta vẫn còn đẹp, thậm chí còn đẹp hơn xưa. Đẹp hơn xưa bởi vì khi mới về đây, ngài chỉ đẹp một mình, giống như trúc sinh trúc mặc đầu đình, cha sinh cha đứng một mình cũng sinh. Nhưng mà hôm nay ngài không đẹp một mình, vì ngài đứng giữa một cái quần thể mà mọi sự đều đẹp. Chiều hôm qua thì tôi cùng với Đức Cha Cường dẫn đoàn Huế và Thanh Hóa khoảng 20 người đến chúc mừng. Thì ai nấy đều suýt xoa, tấm tắc, khen đẹp. Bất chợt thì có một khoảnh khắc nào đó tôi phát hiện mọi người đều đang há mồm vì thán phục. Tôi nghĩ không phải riêng gì đoàn của tôi mà ai đến đây cũng đều thán phục và há mồm như thế. Nói ra thì nó hơi thô, hơi khiếm nhã với người nghe, nhưng tôi xin phép được diễn tả một cách mộc mạc rằng ngày khánh thành công trình mới này cũng là ngày toàn dân há mồm. Khi ngắm cái công trình thì người ta nghĩ ngay đến cái vị trí của nó trong cái toàn cảnh Ninh Bình. Đức ông Hoàng Văn Thủ, một người con ưu tú của Phát Diệm, đã một thời làm thư ký riêng của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã mô tả quê hương Ninh Bình là một kiệt tác của đấng tạo hóa, có rừng Cúc Phương bạt ngàn Tây Bắc, có đồng lúa xanh bát ngát miền xuôi, có Hoa Lư lịch sử ngàn đời, có An Tiêm, Tam Cốc đất trời giao duyên. Nhưng thưa mọi người, đất không có người chỉ là đất chết. Ninh Bình non nước hữu tình, sống động được là nhờ in dấu chân của những anh hùng hào kiệt như Đinh Tiên Hoàng, Lê Hoàn. Ninh Bình là cái nôi của Triều Lê và là vùng khai hoang lập ấp của Nguyễn Công Trứ. Ninh Bình cũng là điểm hẹn của những vĩ nhân tên tuổi nhất trong lịch sử giáo hội Việt Nam. Cha Đắc Lộ đã từng giảng đạo tại Văn Vô, bây giờ là xứ Văn Nho gần cửa Thần Phủ. Đức cha Joan Bautista, Nguyễn Bá Tổng, vị giám mục Việt Nam đầu tiên, cũng đã từng phục vụ tại đây. Phát Diệm còn là quê hương của một vị hồng y và 11 vị giám mục. 4 vị vẫn đang còn tại chức. Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng của chúng ta, trước mặt chúng ta còn có Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, rồi ngoài ra còn có Đức cha Hùng Phan Thiết và Đức cha Mạnh Đà Lạt. Nổi bật trên cái bức phong đủ cả 3 yếu tố thiên nhân địa ấy, cái quần thể nhà thờ Phát Diệm của cha Trần Lục vẫn còn sừng sững uy nghi như thách thức thời gian. Nhiều người nghĩ rằng không nên xây dựng gì thêm nữa, kẻo làm hỏng kiến trúc nhà thờ đá. Thưa anh chị em, nỗi e ngại đó nay không còn nữa. Công trình mới chẳng những không phá kiến trúc mà còn tạo thêm cảnh quan, làm cho nhà thờ đá nổi bật trong một quần thể duy nhất và hài hòa. Chẳng những hài hòa về không gian mà còn hài hòa về thời gian. Các vị giám mục tiền nhiệm gần nhất là Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, mỗi vị một giai đoạn, mỗi vị một nét biệt loại, nhưng tất cả đã dọn đất sẵn sàng cho công trình hôm nay được khai sinh và mọc lên. Càng ý nghĩa hơn nữa khi mà công trình này là công trình của mọi thành phần dân Chúa như chúng ta đã nghe trong phần dẫn đầu lễ. Chiếc đũa thần Đức Tổng Giuse sử dụng để làm phép màu cho công trình này, đó là kế hoạch 3.000. Mỗi người con Phát Diệm, mỗi ngày cho con heo đất ăn chỉ 3.000 thôi. Thế mà tất cả những khối 3.000 đó đã tạo thành cái công trình kỳ diệu mà chúng ta đang trông thấy. Khánh thành có vẻ như không nợ đồng nào. Tôi tự hỏi thì không biết là cái tiền thừa đó thì Đức Tổng Ngài sẽ dùng làm gì, và không biết là khi sử dụng cái tiền còn thừa đó Ngài có nghĩ đến tôi hay là không. Hóa ra bên cạnh cái công trình vật liệu, giáo phận Phát Diệm cùng với các vị ân nhân đã thể hiện được cái tinh thần hợp tác hơn cả tuyệt vời. Đó mới thật là dân Chúa, đó mới thật là giáo hội, đó mới chính là ơn hiệp thông, đó mới là mầu nhiệm giáo hội. 3.000 gói ghém mọi sự, 3.000 quy tụ mọi người, 3.000 giải quyết mọi sự, 3.000 là tổng hợp của ơn Chúa. Nếu hôm nay Chúa hiện ra và hỏi 9 người kia đâu, Phát Diệm của chúng ta có thể mạnh dạn trả lời: thân lạy Chúa, chúng con đủ cả 10, chẳng những 10 mà cả 154.000 con chiên Phát Diệm. Tôi là bạn cùng lớp với Đức Tổng Năng, hai anh em gần gũi gắn bó với nhau từ lúc mới ngoài 20 tuổi, cho nên rất là hiểu nhau. Tôi khai thật với anh chị em là chưa bao giờ tôi thấy Ngài vui như hôm nay, chưa bao giờ tôi thấy Ngài cười tủm tỉm nhiều như những ngày vừa qua. Có vẻ đó là nụ cười cài đặt chế độ mạn tính, tiếng Anh gọi là forever. Niềm vui ấy ý nghĩa và trong sáng biết bao. Người ta xây nhà để ở, Đức Tổng Năng của chúng ta xây nhà để đi. Công trình này mãi là bàn thờ hiến tế tình yêu của Ngài, con tim của Ngài dành cho Phát Diệm. Tổng giáo phận Sài Gòn xin cứ an tâm, Ngài sẽ đem theo nụ cười ấy và trái tim ấy về phía Nam. Ngài sẽ đổi tên kế hoạch 3.000 Phát Diệm thành 3.000 Sài Gòn. Ban tư vấn giáo phận Sài Gòn không cần phải động não bàn luận gì nữa, cứ thế mà làm thì xây mấy cũng được, xây gì cũng được, cao mấy cũng được và to mấy cũng được. Kính thưa cộng đoàn, ơn Chúa không trừu tượng như chúng ta tưởng, cái gì cũng đẹp, mọi người đều vui, ai cũng hài lòng, trái tim nào cũng dạt dào yêu thương. Đó là ơn Chúa. Và phải chăng đó là tâm tình mà Thánh Phaolô đã phát biểu trong bài đọc thứ hai hôm nay? Anh chị em không còn thiếu một ơn nào nữa. Công trình vật chất đã hoàn thành, nhưng công việc của chúng ta mới chỉ được một nửa. Nửa còn lại theo lời sách các vua trong bài đọc 1 là các ngươi phải hết lòng với Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta mà bước đi theo giới răn và tuân giữ các mệnh lệnh của Người như ngày hôm nay. Xin chúc tụng danh Chúa. Xin chúc mừng Đức Tổng Giuse, Giám quản, Tổng giám mục Sài Gòn. Xin chia vui với mọi thành phần dân Chúa giáo phận Phát Diệm. Và xin cảm ơn giáo phận chủ nhà đã tạo điều kiện và cơ hội cho mọi người được nức lòng phấn khởi và thấm đẫm tâm tình tạ ơn. Mong sao hạnh phúc ngày hôm nay kéo dài mãi trong năm Tân Sửu sắp đến, trong cuộc đời, trong gia đình, trong tâm hồn mọi người và từng người. Amen. Xin cảm ơn mọi người.